Rồi công việc của bạn là gì? À, hồi xưa thì đi dạy học. Hồi xưa làm cô giáo hả? Dạ. Yeah. À, giờ cho tôi hỏi nè. À, thế bạn đang làm công việc gì chính xác? Dạ chính xác thì em đang làm giáo viên. À. Giáo viên. Rồi nãy giờ trong lòng nghĩ vậy luôn á. Rồi em có năng khiếu về hài hước như vậy, em đang làm công việc gì chính nè? Dạ em làm giáo viên. Giáo viên môn gì? Dạ môn hóa. Tại sao dạy quá mà duyên dáng vậy? Em thi hài mà em dịu dàng quá. Em tên gì và đến từ đâu? Dạ em tên Hồ Thúy An, em đến từ Vĩnh Long. Hiện em là giáo viên của trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn ở Vĩnh Long. Trời ơi thấy chưa, cô giáo nè, cô giáo em á, người thân thân. Chào chị, em đến từ Vĩnh Long. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Và chúc mừng bạn đã nhận được giải thưởng đầu tiên 2 triệu đồng. Aquaceline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Làm cô giáo xong rồi nghỉ ở nhà chăm con, bán online quần áo rồi. Kinh doanh trên mạng, quần áo giày dép, rong phấn. Rồi bạn đã từng diễn hài chưa? Hồi xưa, xưa lắc xưa lơ thì có rồi. Hồi xưa làm là hồi nào? Hồi học cấp cấp 2, cấp 3. Rồi 18 tuổi á. Máu lửa lắm. Xong từ dưới quê lên Sài Gòn thi vô trường sân khấu, rớt cái đùng. Tức là rớt rồi xong luôn chứ đâu học được hả? Thôi đừng hỏi nhiều. Mới lên mà khai thác dữ dội quá vậy. Thì hỏi ai không biết tưởng có tình ý gì người ta. Làm hỏi gì hỏi dữ vậy, làm sợ muốn giờ chứ. Là không hỏi nữa ha. Bạn nghe hỏi nè. Thi không? Thi chứ. Thì thi đi. Rồi thi luôn nghe. Dạ chị Hà ơi. Dạ. Mời chị sẵn sàng vào vị trí và chuẩn bị đồ cụ ạ. Hỏi khỏi vòng một khỏi. Nhắm có vòng hai không? Nhắm có vòng hai không mà vòng một khỏi. Chị Hà ơi. Dạ. Mình bắt đầu nhá. 60 giây bắt đầu. Rồi Trấn Thành đây rồi. Cậu có biết không, trong lòng tớ đấy, cậu là người bí ẩn đấy. Cậu là my man Ken của tớ đấy. Tớ nhớ mãi nhá, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ở hội ngộ danh hài, khi mà Lan Hài mở hội đấy. Tớ yêu cậu ngay từ lúc đấy. Và tớ biết sẽ là thử thách người nổi tiếng đối với cậu khi mà tớ yêu cậu như thế. Nhưng mà tớ đã quyết định rồi, và tớ sẽ không bao giờ hoán đổi cậu để lấy bất kỳ ai, vì cậu xứng đáng lắm đấy. Cậu có nhớ cái bí mật đêm chủ nhật của chúng mình không? Trời ơi. Chúc mừng chị, 2 triệu đồng lôi hết những cái game show nào có mặt ông Trấn Thành là lôi hết vô đây. Bà rồi. Làm bên quản lý hả? Quản lý á. Bà làm bên trưởng phòng quản lý game show Việt Nam hả? Lôi hết trơn ra luôn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Lôi hết tất cả game show mình tham gia. Còn dài lắm mà. Nó nói luôn rồi, nó nói hết coi. Khoan, nếu nó vui để dành thi tiếp. Trời ơi, tôi chuẩn bị quá trời luôn mà. Khoan mà còn... cái phần còn lại là tặng được không hay là để dành thi? Cái phần còn lại của game show á là còn tặng được không, tặng chơi được không, hay là còn đạn không, dư đạn không? Chàng ơi không biết nữa. Nếu mà tặng luôn cái không, ví dụ nha, tặng rồi cái hồi mấy vòng sau thi mấy kia không cười cũng chết tôi. Thì đó mà. Nhưng giờ... mà quan trọng là còn hấp dẫn không? Còn chứ. Thì chơi tiếp đi. Bây giờ là bí mật đêm chủ nhật của tụi mình nè. Đó bây giờ bắt đầu kêu chuyện đó. Chơi tiếp nè, chơi nữa vòng 2 triệu không? Chơi luôn. Chơi tiếp. Dạ chị Hà ơi, mình sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi, 60 giây bắt đầu. Cậu có nhớ cái bí mật đêm chủ nhật của chúng mình không? Lúc đấy đấy, cậu ngồi cạnh tớ này, rồi cậu nắm tay tớ này. Rồi ôi lúc đấy nhá, tớ sướng cứ như là lạc vào thiên đường ẩm thực ấy. Rồi cậu nhìn sâu vào mắt tớ, cậu hỏi tớ: "So you think you can dance?" Rồi ôi thế là tớ lao ra tớ nhảy cho cậu xem ngay. Thế mà cậu chửi tớ. Cậu bảo trời ơi nhảy như một con vịt. Đau lòng quá. Tớ thì đau lòng, còn cậu thì nằm lăn ra cậu cười. Cậu cười xuyên Việt luôn. Tớ tức quá, thế là tớ về tớ thi bước nhảy ngàn cân.
tớ muốn biến hóa hoàn hảo để chúng mình cùng nhau tỏa sáng. Thế mà người ta bảo tớ là phải song đấu ở đấu trường Tiểu Lâm ấy, và khi nào trở thành ngôi sao của Việt Nam Got Talent thì mới được gặp cậu ở đấu ở Thách Thức Danh Hài. Chúc mừng bạn. Dạ. Trời ơi, xuất sắc. Hệ thống câu chuyện một cách rất là logic. Bây giờ tôi hỏi bà nè, ở nhà bà bán cái gì mà khai thiệt đi. Bà bán cái gì? Bà bán cái gì mà bà rảnh bà ngồi bà nhớ bà sắp văn rồi bà đưa vô câu chuyện rồi bà tới cái này cái nãy kia bà sắp y chang như chuyện đúng rồi. Bà bán phải ế lắm này bà mới rảnh vậy. Trời ơi, nói đúng y rồi trời. Thì bán quần áo á, chỉ có bán được cái mùa Tết nè, mùa Noel nè, với cái mùa con người ta đi học á. Còn lại mấy mùa khác là ăn rồi cắm cái đầu trong cái YouTube không à. Cái cưng quá à. Coi mà... bất chấp cái gì cũng coi hết. Bây giờ mới vòng 2 thôi, chỉ muốn nói với bạn hai chữ: triệu like. Dạ, đang thích rồi đó nha. Chị ơi. Dạ. Chị đã có 10 triệu rồi đó. Thông minh quá. Giờ nè. Dạ. Còn gì làm nữa không? Còn nãy ta nói rồi. Chưa có nhiều lắm. Chưa có xài tới đạo cụ mà. Chơi đi. Chị ơi, vậy chị quyết định đi tiếp đúng không ạ? Đi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Chàng ơi, Tám ở dưới quê mang quà cho tụi bay nhiều lắm. Trời đất ơi. Ê khoan, đợi Tám thấy có điện thoại. Alo, Bảy hả? Chàng ơi, lên tới rồi. Trời ơi, bà biết sao không? Tôi gặp tụi nó hết trơn rồi. Bà thấy ở trên TV đẹp không? Ở ngoài cũng đẹp luôn. Hồi nãy tôi đang đứng ở ngoài kia tôi thấy đi ngang qua. Chàng ơi, cái mặt tụi nó hèn bố cục sắc nét rõ ràng. Cục nào nó ra cục nấy vậy đó bà ơi. Trời ơi, tôi nói bà nghe nè. Cái lông mi của ông Trấn Thành nó cong queo à bà. Còn cái chân mày nó đen mà nó gẫm hết biết vậy đó. Trời ơi, tôi nói bà nghe. Cái mặt của nó không biết nó ăn cái giống gì mà nó mịn hay cưng lắm. Trời ơi, tôi dễ thương lắm bà ơi. Thôi tôi nói bà nghe. Còn Việt Hương hả? Không có, năm nay đổi người rồi. Mà tôi nói bà nghe, mận như cái ông giám đốc chương trình này nè, ông khoái cái gu lùng hay gì á. Trời đất ơi. Hợp lý. Chúc mừng chị, 20 triệu. Tôi nói thiệt với bà là tôi yêu bà quá đi, bà Hà ơi thiệt. Thường thường thí sinh đi là một là chọc giám khảo, hai là chọc MC bà. Lâu giám đốc là bà chơi luôn. Bà nói thiệt nha. Nói này cái bí mật. Giám đốc cũng lùn thiệt. Giám đốc để biết sao tôi cười không? Cười là đó đó. Cười là tại vì ông giám đốc bà ông lùn thiệt. Mà làm giống tuyển giang bằng ổng sai ổng luôn. Cái tự nhiên cứ tôi thấy hình như thích cái gu lùn thiệt á. Thế tôi cười. Bà hên á. Mà duyên không, thật ra là nãy giờ là mặc dù là hên nhưng mà phải nói là bạn duyên lắm. Cái này phải nói là cảm ơn. Hà có một cái là tự nhiên quá. Đúng. Quá đổi về tự nhiên á. Quan trọng tự nhiên nhưng mà giọng nói tiếng nói sân khấu tốt nha. Và thu hút quá. Một cách tự nhiên nên dễ thu hút. 20 triệu xứng đáng. Xứng đáng luôn. Có duyên quá, có duyên. Chưa xài đạo cụ luôn đó. Nha, mới rút cùi bắp ra thôi nha. Còn bên trong kia tôi còn cái gì tôi chưa biết à. Còn xài được không? Chị thi tiếp hay ngừng lại? Với sự duyên dáng hóm hỉnh sẵn có, thí sinh Cẩm Hà sẽ đi tiếp hay dừng lại ở vòng 3 để nhận 20 triệu đồng? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Tóc chương trình này nè, khoái cái gu lùng hay gì á. Chị thi tiếp hay ngừng lại? Thi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Chàng ơi, hai đứa bay tệ lắm nghe. Mần ly vào sau tùm lum mà không về quê Tám mẫn nào hết trơn vậy con. Trời ơi, ở dưới quê Tám hàng bà con người ta yêu nghệ thuật, người ta ái mộ nghệ sĩ dữ lắm. Trời ơi, bữa nè Tám nè, tao thèm ca dữ quá cái tao cũng mận cái ly vào sau. Trời ơi, tao mướn nguyên cái sân vận động thị xã hen, cái tao quảng cáo gầm gộ luôn. Tao ghi hả, văn panel khắp nơi tao ghi Liverpool bà tám. Cái rồi hả, Tám bận cái bộ đồ bà ba này chụp hình thiệt là đẹp, in lên cái vé bán 30.000 nghe. Chàng ơi, cái buổi diễn ăn 3 giờ là tao nhảy lên sân khấu tao đứng rồi. Tao đợi á trển tới 8 giờ tối. Chàng ơi, sao nó vắng que à bay, mà nó mắc muốn ca dữ quá rồi không biết làm sao. Cái tao ngươi mít google nó bật lên, cái kêu bà con ơi, sân vận động không có khóa, vô đi.
Trời ơi, vậy là nó kéo vô nồm nộp luôn cái hả? Tám ca liền, nhạc bùng lên cái tao ca liền. Tiền ơi sao đi mãi không quay về bên ta. Hát hết cái bài tình này, bên em là biển rộng cái nhìn xuống khán giả nó ngủ sầm. Trời ơi, tiếc quá Hà ơi. Ba dòng đang ngon lành đẩy cái số 4 ra, live show rớt. Live show đâu có vui đâu. Mình giống như mình cũng mê dữ lắm. Không. Nên tôi nói cho Hà biết là Hà có khiếu lắm. Có khiếu hề lắm. Mười mấy năm trước cũng có lớp cho trường sân khấu học rồi. Đó, thấy chưa? Nãy giờ bà không khai chưa? Nói chứ 18 tuổi vô thi rớt cái đội. Xong rồi ấm ức lắm. Nhưng mà lúc đó cái lò đào tạo sư phạm nó hốt vô. Cái đi học, sư phạm 4 năm. 4 năm đó không bao giờ mà không nghĩ tới trường sân khấu. Rồi cuối cùng có học trường sân khấu không? Có. Vừa xong trường sư phạm là thi vô trường sân khấu liền. Dính không? Dính chứ. Dính. Đậu cao, đậu thứ nhì. Ghê không? Trong mấy chục bạn đó. Học bao nhiêu lâu? Cái học được gần năm, hết tiền, nghỉ. Thiệt. Thương nhờ. Trời ơi, mê lắm. Mà đó học chung với ai? Học chung với Lê Phương, Quý Bình, rồi Lương Thế Thành, rồi Hùng Thuận, rồi bạn Hồng Trang, rồi... Nhưng mà nói chung cái khóa đó cũng ít có người theo nghề lắm. Mà mê mê... Bà ngộ ghê, bà kể hết những cái tên nãy giờ ta đang theo nghề đó. Bà kể nãy giờ bao nhiêu con người là ta theo nghề hết á. Ý nói là hai lớp đó, gần 60 người mà có mấy bạn kể tên là theo nghề đó. Bạn Hà ơi, bạn kể được vậy là nhiều lắm rồi. Bạn thấy không, cái công việc nó đào thải khủng khiếp. Ai không biết chắc tưởng nó dễ lắm. Làm rồi mới thấy sân khấu vinh quang đó, nhưng chua chát cái người nghệ sĩ nhận nhiều lắm. Bởi vì tôi nói lâu lâu á, Thành ở nhà Thành nói chứ em cầu, ngồi cầu trời khấn Phật. Tôi nói bây giờ tổ thương con, trời Phật thương con, cho kiếp sau mà con có đầu thai làm ơn cũng cho con làm nghệ sĩ, nhưng mở ngoặc nổi tiếng. Tại vì biết không, thì các nghệ sĩ mà không nổi tiếng khổ lắm, cũng khổ như người ta thôi, chứ không phải là thấy nghệ sĩ là tưởng là có tiền đâu. Không phải ai cũng có được cái hạnh phúc may mắn. Thành thử ra bạn lừa cái công việc này á, nó là một cái, nó cả một cái quá trình để mình phấn đấu, để mình được lên sân khấu, thấy không? Mà bao nhiêu năm rồi còn nhớ, lên mê màu máu, tôi thấy nhớ dữ lắm, mê lắm dữ. Đó, cái này đúng gọi là đam mê. Mười mấy năm trời mà vẫn nung nấu một điều là một ngày đó phải bước lên sân khấu để trình diễn những gì thuộc về mình. Và đó là những cái gì mà gọi là khao khát. Cái đó là cái hãnh diện nhất của mình, của chính bản thân mình á. Hai bạn đẹp trai. Dạ. Riêng phần tôi tặng bạn 5 triệu ha. Tặng 5 triệu thiệt. Lý do, phải nói lý do luôn bạn. Lý do. Nghệ sĩ đồng cảm, đó là cái tiền tặng cho cái niềm đam mê. Cái người được đứng trên sân khấu và người không được đứng trên sân khấu nhưng cùng một niềm đam mê. Cảm ơn nhiều lắm con ơi, vậy về mua đồ chơi được rồi. Trời ơi, mày, cái tiền đó là bù vô cái tiền lỗ quần áo hổng đài. Bữa giờ mê đi thi nên đóng cửa. Thôi bây giờ vậy nè, bây tạm giờ thời nghỉ bán. Tôi á là tôi cũng đang rất cần người viết kịch bản luôn. Thiệt hả? Nói thật, trên sóng truyền hình luôn. Hiện tại đang làm mấy giảng về kịch bản nhưng mà Trường Giang đi làm suốt, sáng đi làm tới 2-3 giờ mới về. Cho nên là viết á cũng ít, cái nào mà gọi là phải bắt buộc chính tay viết thì mới viết, còn không là tất cả mọi cái là mình ra đường dây và có đội ngũ viết đó. Cho nên nếu bạn muốn hợp tác thì mình hợp tác với nhau. Muốn chứ, trời ơi muốn lắm nha. Dạ. Công việc làm ăn lâu dài. Chuyện ơi, thôi tôi về được rồi đó. Khoái lắm, cười. Trời ơi, nó nói chung làm cái gì cũng được á, nó miễn mà nó dính vô cái nghề là thích lắm nha. Tặng 5 triệu. Cảm ơn nhiều lắm. Liên lạc sao? Trời ơi, bữa nay bà. Bây giờ tôi mời bà lên cái miếu kia chung với ông kia luôn. Mọi cái suy nghĩ của bà rào hết. Không thoát cái đâu với chị hết. Được không thoát cái đâu với chị hết. Cứ lèo hả? Số điện thoại đâu đưa cho chị liền. Nè, lát nè, coi nè. Sau khi ghi hình lén lén đứng ngoài kia đầu tiền 5 triệu nè. Nào, đâu có chạy thoát được. Chưa, cảm ơn bạn. Rồi. Còn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, nói chung em cũng băm được 3 nhát vô cuộc đời mình rồi. Băm 3 nhát.
Là 33 hả? Dạ. Ồ, vậy là trẻ lắm. Em dạy học sinh lớp mấy? Dạ, em dạy lớp 6. Lớp 6 ha. Vì sao mà đến với một cuộc thi hài? Dạ thì nó cũng có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất đó là thời sinh viên thì em cũng có đi tập với mấy bạn, rồi cũng học hỏi được mấy bạn ở trong trường thôi. Rồi cái thứ hai nữa, khi ra dạy thì lâu lâu mình cũng nói một vài câu mà học trò nó cười, thành ra mình nghĩ là mình cũng có thể chọc người khác cười được. Thi là được rồi, thi liền. Và chúng ta sẽ đến với phần dự thi của bạn Thủy An. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Các trò cho cô biết thầy âm nhạc nãy đi đâu rồi? Không ai trả lời hết trơn. Dạ em á, em Hương á, em 6 dạ. tuổi đúng không? Em đứng dậy em trả lời cho cô, nãy em thầy cũng làm gì mà em dạ. khóc. Dạ. Thôi em ngồi xuống đi, cô nói luôn cho. Chúc mừng. Chúc mừng bạn. Mày ơi, cái bắt tay bạn cái. Nè, 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 nè. Nói cho bạn biết là tôi đợi cái điều này từ bao nhiêu lâu nay. Không phải là sỉ nhục mà chị tôi đâu. Tại vì cái chuyện đó ai cũng làm rồi. Thường quá cái chuyện mới bị sỉ nhục mà thường. Tại vì sao tôi lên đây cho bắt tay bạn? Là vì từ trước đến giờ chúng ta thấy rằng là hài, một là độc thoại, hai là diễn chung, ba là kết hợp. Chưa bao giờ có cái hài nào gọi là hài tương tác trực tiếp. Bạn làm điều đó, bạn tương tác ngay với giám khảo và gọi tương tác trực tiếp. Và bạn làm chúng tôi phải diễn theo bạn. Em đứng dậy em trả lời cho cô, nãy em thầy cũng làm gì mà em khóc. Dạ. Thôi em ngồi xuống đi, cô nói luôn cho. Mà bạn có biết không, nếu mà bạn đem tiết mục này ra ngoài sân khấu á, diễn viên rất là sợ là tương tác với lại khách. Khách đi coi họ đâu có cần đâu, tôi bỏ tiền vô tôi coi tiết mục của bạn, tôi đâu có cần tương tác. Nhưng mà để sợ cái chị trả lời như thế nào, có đúng không? Thì cái thông minh á là chưa kịp trả lời cho ngồi xuống đi để khóa miệng luôn. Đó là quan trọng nhất, cái vụ khán giả. Có người khán giả sẽ nói tầm bậy để cho chọc quê em. Nếu mà đây là cái sân khấu thiệt cho em diễn, và đây là cũng kinh nghiệm cho các bạn luôn, thì đây là một cái sự thông minh của em. Lập tức trả chị lại vậy, chị cứ cũ ngồi xuống đi để trả lời luôn cho. Em thông minh, em có 2 triệu đồng. Đồng ý. Bạn đã vượt qua vòng thi đầu tiên 2 triệu đồng. Nhưng mà bây giờ thì bạn có đủ tự tin và can đảm đi tiếp đến vòng thi thứ 2 hay không? Dạ, dạ em xin phép được thi tiếp ạ. Hay quá em ơi. Sẵn sàng chưa nào? Dạ xin bắt đầu ạ. 60 giây bắt đầu. Tôi nói mấy em cười cái gì, em Thành á, em mới có 6 tuổi rưỡi thôi, em làm như em lớn hơn người ta, vậy em dòm tụi em cười sỉ nhục người ta. Một lần nữa, hai vị giám khảo của chúng ta đã cười với phần trình diễn của Thúy An. Bạn mang về cho mình 10 triệu đồng. Chị chết rồi. Em đã trả lại cái nỗi nhục đó cho chị. Trời ơi, tưởng ngon hả? Lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục mà tôi vui vậy. Dạ, em đã có 10 triệu đồng, bây giờ tính sao đây? Nè, cái này là một sự thông minh. Anh nói gì? Anh nghĩ rằng là ngoài cái chuẩn bị của em ra thì nó phải có cái chuyện xảy ra thì em mới tiếp tục với nó được. Và cái quan trọng của em là em nắm bắt được cái gì đang xảy ra để em chọc vô đúng cái chỗ đó. Không, tôi không biết, bây giờ bạn có 10 triệu là bạn trả lời tôi đi, tôi đang nóng quá, bây giờ làm sao bây giờ? Bạn có muốn đi tiếp không? Thúy An quyết định đi tiếp. Chắc chọc luôn giờ, nhịn nè. Hai câu chuyện vừa rồi đều là cái câu chuyện xảy ra trong lớp học, đúng với cái ngành nghề mà Thúy An đang làm. Không biết rằng liệu câu chuyện thứ ba này có tiếp tục xảy ra trong cái bối cảnh lớp học của chúng ta hay không. Và chúng ta cùng theo dõi nha. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Giờ sao? Giờ em đoàn kết nhau chống đối tôi cái gì, phải không? Cái này á, chị Miên ơi, chị Miên ơi, công nhận anh. Cái này là tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn ấy chưa hề chuẩn bị trước. Nhưng cái này là một cái sự thích ứng ngẫu nhiên. 2 triệu. Hai có 20 triệu đồng. Trời ơi. Bây giờ tôi làm gì để bạn đừng có nhìn về tụi tôi nữa. Bạn tiếp tiền rồi, bây giờ bạn làm gì đây? Không, không có kết hợp nữa, để làm được rồi. Bây giờ sao? Hay là giờ chị nấp cái này loạn lắm rồi coi. Bây giờ sao bây giờ?
Dạ, chị làm sao nó cũng lấp la lấp lắm nè. Bây giờ nè, chơi tiếp đi. Bây giờ thì xin mời chú An hãy cho biết ý kiến của mình. Hoặc là bạn có người thân nào đi theo cổ vũ cho bạn hay không, bạn có thể hỏi ý kiến. Ai? Người nào có quyền lực bận áo trắng giơ cái tay lên mà gật một cái rột liền. Ai vậy? Ai vậy? Dạ, người đàn ông hiền từ. Thôi nãy trước đó có người đàn bà đọc bác. Đúng vậy. Người đàn ông hiền từ biết ai luôn rồi, em trai phải không? Hay dạ gì? Không, dạ chú. Chú hả? Dạ chú của con cháu em. Ủa vậy thiệt hả? Cháu. Chú phải chồng hả? Bây giờ thì bạn đã có 20 triệu đồng. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định xem có đi tiếp hay không. Nếu đi tiếp, bạn có cơ hội 40 triệu đồng đó. Thúy An ơi, cho đại nghe hỏi thêm một câu nữa. Bây giờ cái câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra trong lớp học đúng không? Dạ. Rồi, hai học trò kia cẩn thận nha. Bây giờ hai học trò kia có dám nắm tay, nắm chân hay làm gì nữa không? Ngu à. Bây giờ, Thúy An sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 60 giây, bắt đầu. Trời ơi, bạn Thành giờ mới nói cái mặt nghiêm liền. Em tưởng em ngồi xích ra bạn Hương cô không biết hả? Hôm qua bạn Hương mới gửi thư tình cho em chứ gì. Đó, mấy thầy cô coi coi. Tôi chấm cái bài đó 6 điểm rưỡi sáng hôm sau. Bạn Hương trả lại nói cô ấy, đó không phải bài tập làm văn của em đó. Thư tình em gửi cho bạn Thành. Tức là cái câu chuyện này, cái bức thư tình này nó dở lắm luôn á. Mới điểm thấp như vậy đúng không? Và bạn có biết là tôi trước khi bạn thi và chúng tôi là đúng luật là chúng tôi phải nghiêm để mà bạn lấy tiếng cười cho nó đúng giá là 40 triệu đồng. Và bạn xứng đáng đang có số tiền 40 triệu đồng. Xin chúc mừng Thúy An. Cô ơi, tôi thề với bạn rằng là trước đó cô gái này ghé vào trai này nói một câu rất khủng khiếp. Gồng lên nha Thành. Kìm lại nha Thành. Và tôi thực sự là tôi kìm để mà tôi coi bạn làm cái gì. Bạn trí tuệ. Đôi khi người ta cứ nghĩ ra một cái chữ gọi là chữ sáng tạo. Và người ta luôn đặt áp lực cho mình để sáng tạo và để tìm ra một đỉnh cao mới. Nhưng đôi khi đỉnh cao là giữ vững cái làm tốt nhất. Và em đang làm gì đó? Cảm ơn bạn An. Như vậy là bây giờ Thúy An đang có trong tay số tiền thưởng 40 triệu đồng. Còn một thử thách cuối cùng dành cho bạn vòng thi thứ 5 với giải thưởng 100 triệu đồng. Nghiêm túc mà nói, một câu chuyện xảy ra 4 lần thì nó có thể là đủ rồi. Nếu thực sự bạn nhắm là bạn có một cái điều gì mà bạn tự bạn có được ở trong người mình, bạn chuẩn bị nó và bạn đưa ra cho chúng tôi cười, tôi khuyến khích bạn đi tiếp. Bởi vì tôi rất muốn 100 triệu tôi được trao cho một người giáo viên. Nhưng sẽ rất là khó với bạn. Vì 2 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 40 triệu đó là chuyện đơn giản. Và tôi yêu bạn, Thành yêu bạn vì cái nét diễn của bạn, cái sự chân thật của bạn. Tất cả những gì chúng tôi đang không có và bạn có. Và bạn đã được 40 triệu. Nhưng từ 40 triệu cho tới 100 triệu nó lệch nhau tới 60 triệu lận. Cho nên cái sự khó của chúng tôi và buộc lòng chúng tôi phải tập trung nhìn về kỹ thuật biểu diễn của bạn luôn nữa, để có đầy đủ yếu tố đó hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bạn thông minh. Bạn vẫn có thể giữ đúng cái nét diễn này, nhưng cái điều bạn đưa ra phải cực kỳ trí tuệ. Gấp 6 lần hồi nãy mới được. Được không? Có đi tiếp hay không? Thúy An, bạn suy nghĩ như thế nào? Sự cổ vũ của khán giả đã dành cho bạn rất nhiều. Nhưng như Trấn Thành mới chia sẻ thì chúng ta cần phải có một cái điều gì đó đặc sắc hơn. Dạ. Rất yêu thương bạn. Nhưng phụ nữ và cái ngành của mình, biện pháp an toàn
À, rất yêu thương bạn, nhưng tâm bạn thì dài hơn. Dạ. Chơi là chơi tới cùng. Tại vì nếu mà có lấy được 100 triệu á, thì ban tổ chức xử lý giám khảo chứ không có xử lý em. Thúy An đã quyết định đi tiếp. Và bây giờ thì xin mời hai vị giám khảo, chúng ta hãy cùng chuẩn bị đón dạ, xem tiếp cho cuối cùng em xin Thúy An. 2 giây để em cưa sừng làm ngá. Rồi, cưa đi em. Dạ em cưa gọn lắm. Cưa gọn vậy thôi nè. Dễ thương vậy. Sẵn sàng chưa nào Thúy An? Dạ. Tất cả mọi người đang ủng hộ cho bạn. 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Chào bạn Cắn Hành, chào bạn Dịch Sương. Mình kênh là Hồ Ao Sông Suối Đại Dương Mênh Mông Mênh Mông Mênh Mông Mênh Mông. Ồ, vỗ tay rồi xong rồi. Bạn mới có 6 tuổi rưỡi thôi, bạn thua coi, năm nay tôi 4 tuổi rồi. Đúng chưa? Hôm nay em đến đây em xin kể một câu chuyện. Sở trường của em là cái chuyện. Em xin kể một câu chuyện ngắn gọn. Có tựa là Nàng Công Chúa Đi Lạc. Ngày xưa có một nàng công chúa, nàng đi lạc vào trong khu rừng. Nàng đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Cuối cùng nàng đi ra khỏi khu rừng. Quá là tuyệt vời. Thật sự làm tôi rất là hồi hộp. Tôi nhìn đồng hồ thấy đi trôi qua hơn nửa thời gian rồi mà gương mặt hai vị giám khảo vẫn chưa cười. Nhưng mà đến khi bạn kể cái câu chuyện đó thì tôi thấy Tấn Thành ngay lập tức cười, cũng như với tất cả mọi khán giả đều cười. Mẹ con chưa vô với em. Không nghe đây mãi. Đi mãi. Được mà lạc. Mà ra khỏi một đường luôn. Nhưng mà đó là cái tình huống bất ngờ, đúng như cái tinh thần mà sân khấu hài chúng ta vẫn luôn cần có, đúng không nào? Lúc bạn diễn á, tự nhiên tôi thấy thương bạn hết sức. Có đúng không? Bạn bị áp lực đúng không? Tôi thấy bạn nhìn tôi không cười, bạn bắt đầu nhìn thời gian. Và bản thân tôi cũng nhìn lên và tôi thấy 33 giây và bắt đầu tôi lạnh hết cả người. Tôi chỉ sợ bạn hụt mất số tiền đó. Những cái nhất thứ hai, bạn đã đi lại và bạn xoay một vòng với câu nói của bạn. Và bạn lấy lại bình tĩnh trong một câu nói. Và câu nói nó đã đem lại tiếng cười cho Trấn Thành. Đi mãi, đi mãi, đi mãi. Cuối cùng nàng đi ra khỏi khu rừng. Tôi biết nếu sau câu nói nó mà Trấn Thành hoặc tôi không cười, lập tức bạn sẽ trở lại trạng thái rung như ban đầu. Có đúng không ạ? Dạ. Nhưng hôm nay bạn đã làm cho một người bạn trong nghề của tôi, và đó là Trấn Thành. Và Trấn Thành đã cười, ngã ghế, đập bàn một cách kể như là cuồng nhiệt. Có nghĩa là bạn đã thành công thách thức được một danh hài trong chương trình này. Xin chúc mừng Thúy An. Bạn là người đầu tiên trong chương trình nhận được giải thưởng cao nhất. Giải thưởng đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. 100 triệu đồng thuộc về một cô giáo. Cái điều này nó hơi bị mâu thuẫn một chút đúng không? Bởi vì có rất nhiều những nhân vật khác đến đây. Có những người đã từng qua trường lớp nghệ thuật, có những người tham gia câu lạc bộ, kịch, hoặc là có những người đã từng đi diễn rồi, nhưng chưa ai có thể chạm tay được tới cái đích cuối cùng của chương trình. Nhưng một cái cô giáo ở một cái tỉnh xa xôi đến với thành phố Hồ Chí Minh và chinh phục được các vị giám khảo của chúng tôi với những thưởng cao nhất như vậy. Không biết rằng bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào? Bạn có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ, em cũng rất là vui. Dạ, dạ em xin cảm ơn hai vị giám khảo. Anh cảm ơn em vì cái niềm vui vừa rồi. Đó là một cái niềm vui không thái quá. Người ta nhận được 100 triệu, không biết ai chứ ngay bây giờ mà tôi nhận được 100 triệu tôi cũng vui khủng khiếp, chứ không phải là bạn. Nhưng mà cái thái độ bạn rất bình tĩnh và bạn đón nhận nó như một món quà. Cái tinh thần bạn rất đáng nể. Không, dạ. Bạn không nhận được 100 triệu, bạn sẽ nhận được 120 triệu đồng. Sao vậy? Và tôi sẽ gửi cho bạn 20 triệu đồng để liên quan và để dành một ít lại cho trong lớp của bạn, các bạn nào nghèo chưa có tập đi học. Và 20 triệu đồng đó tôi sẽ tặng thêm cho bạn. Bạn có giải thưởng là 120 triệu đồng. Dạ. Không. Chị Việt Hương, chị không phải là người quyết định cái điều đó. Bởi vì Đại Nghĩa đã quyết định tặng thêm cho chị ấy 10 triệu đồng nữa. Bởi vì tôi rất quý, thật sự tôi rất quý một cái cô giáo như bạn. Tôi không phải là tôi không muốn tặng cho bạn, nhưng mà tôi sẽ làm điều đó cho những người còn lại. Tại vì chương trình còn rất là nhiều người. Dạ. Vì ngày hôm nay bà chị tôi đã làm rồi, và
bạn ha. Dạ. Mình hơi giao lưu nhiều chút, nhưng mà đối với Việt Hương thì 20 triệu đó để ủng hộ tinh thần của bạn, và đây cũng là bài học của bạn cho tôi đấy chứ. Bạn đã cho tôi cái cách diễn nhã nhặn, nền nã, nhẹ nhàng của một cô giáo, một cái cách diễn hợp tác với khán giả rất tốt. Cho nên tôi yêu quý bạn, cảm ơn bạn. Bạn xứng đáng giành được giải thưởng của chương trình là 100 triệu. Trước tiên em xin kính chào anh Trường Giang, anh Trấn Thành, anh Ngô Kiến Huy, toàn thể khán giả có mặt ở trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Thách Thức Danh Hài. Em xin gửi đến tất cả mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bạn thi hài hay là thi dẫn chương trình? Có vẻ giống MC quá. Dạ, em cũng có làm MC đám cưới. Biết mà. Dạ. Thấy không? Tôi hửi mùi đồng nghiệp tôi lẹ lắm. Nhưng mà rất là gọn gàng, rất là nhấn nhá ha, rất là rõ ràng luôn á. Dạ. Mà cái tên hơi áp lực nha. Đấy. Mỹ Duyên. Mỹ Duyên. Duyên dáng rất là thẩm vừa mỹ. Vừa đẹp mà vừa có duyên. Dạ. Duyên ơi. Dạ. Duy thích màu gì? Dạ, hiện tại thì ở trên đây là em thấy là ba gương mặt đại diện của giao thông rồi. Nhưng mà nếu mà hỏi em thích màu gì thì em xin trả lời thiệt lòng của em là tại anh Thành mặc màu đỏ nên em thích màu đỏ. Tại anh Thành mặc màu đỏ nên em thích màu đỏ. Tại anh Thành mặc màu đỏ nên em thích màu đỏ. Chết rồi. Sao vậy? Có cảm xúc, có tình cảm với cô này. Cho nên là em chỉ cần diễn nhẹ nhàng là tụi anh cười rồi. Thiệt. Dạ. Tại sao cái màu đỏ hiện nay đang hên, chứ nãy giờ phong thủy giá lồ là không may lắm. Dạ. Màu xanh thì chưa biết gì nha, màu xanh là hy vọng, màu đỏ thì chắc là may mắn mang đến hên cho bạn. Dạ. Giờ cho tôi hỏi nè, thế bạn đang làm công việc gì chính xác? Dạ chính xác thì em đang làm giáo viên. Giáo viên. Trời, nãy giờ trong lòng nghĩ vậy luôn á. Dạ em cảm ơn anh. Bạn dạy cái gì? Dạ em dạy môn hóa. Hóa học có cái chất nào mà chế lại mà nó ra một cái người đàn ông nó sẽ bớt mập được không? Cái chất. Dạ em thì em chưa có đến cái tầm mà nghiên cứu ra các chất làm cho giảm cân, nhưng em nghĩ bớt ăn thì sẽ giảm cân à. Trời ơi, đi nãy giờ là được rồi. Trời ơi, điều ta đang chờ đợi đây. Đây đây. Đây, thằng ơi, tôi chờ được rồi thằng ơi. Thế chị dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2. Cho tôi hỏi là khi mà chị dạy hóa thì thường cái môn này là thí sinh hay bị mất căn bản lắm. Dạ. Tại không có thuộc cái bảng nguyên tố tuần hoàn thì sẽ không có căn bản. Dạ. Hay là không thuộc một số công thức thì vậy. Thì bây giờ nếu như mà người ta mất căn bản, chị có cái lời khuyên gì để cho các bạn có căn bản nhanh nhất? Kinh nghiệm dạy học môn hóa của em á, thì cái căn bản nhanh nhất là trước hết là lên lớp giáo viên giảng thì nghe. Dạ. Sau đó về mình sẽ làm bài tập. Mình không cần phải học thuộc để làm bài tập, mà mình cứ để cái phần lý thuyết đó trước mặt, rồi cứ làm bài tập. Tức là mình tới đó công thức gì, mình cứ nhìn vô công thức đó mình làm. Và mình giải bài tập nhiều, tự động mình thuộc luôn công thức đó, rồi mình hiểu luôn. Như một thói quen. Dạ. Hồi đó Trường Giang đi học cũng vậy, không bao giờ ghi bài, chỉ có ngồi nghe thôi. Ngồi nghe xong về nhà không học bài luôn. Hay không? Lên một điểm không? Dạ cái đó thì sai. Không à. Tại hồi xưa tôi bị rồi. Hồi xưa cô nói dạy sử chứ, cô nói cho các con nghe, bây giờ cô giảng bài là sẽ là con hiểu bài, chứ cô không muốn là các con là học vẹt, để rồi một ngày nào đó tháng mấy năm mấy sự kiện gì xảy ra các con nghe cô giảng sự kiện như thế này. Ủa mà giảng hay, con nhìn giảng hay thiệt, nghe lời cô mà không học vẹt, nghe mai lên nghe bài không thuộc. Và cô nói tại sao cô không thuộc bài? Nói cô vẫn nghe cô giảng. Và cô nói tao giảng thì tao giảng nhưng mày vẫn phải học chứ. Cái kỳ vậy. Câu chuyện đó được đưa ra mặc dù là kể cho vui thôi, nhưng mà thật sự ra hồi đó tôi có niềm tin vào cái điều đó lắm. Và thiệt ra nha, cho tới bây giờ thì tôi vẫn nghĩ cái điều đó nó đúng khoảng trên 50%. Là tại vì học mà hiểu nó sẽ hiệu quả hơn là học để thuộc. Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn phải có thuộc, cũng có học một phần nào đó, chứ không thể mà hiểu hết được, phải có học một tí nữa. Dạ. Hài cũng vậy nha. Dạ. Không phải có cứ có duyên là diễn hoài nó sẽ mất cười đâu, phải biết cách sắp xếp tất cả mọi thứ và chọn đúng thời điểm. Dạ.
Rồi, hiện tại là đang dễ mà cười. Anh thiệt em bắt đầu sống cái gì, em đứng em nhìn anh hoài anh cũng cười nữa. Mê phải không? Mê. Yêu thương bất chấp. Đó là nói khi chưa có đồng hồ nha. Dạ không, em chỉ cần anh cười kiệt lúc này được rồi. Ok. Dạ, em cảm ơn. Nãy giờ nói câu nào cũng dính chân nha. Dạ. Thường vậy là Thi hay khác. Có chồng chưa? Dạ chưa. Sau lưng có một người đang độc thân đó, thấy cô sao? Chịu cái gu mà cà vé rồi đó. Vé lộn. Nghe không, chịu không? Như hồi nãy em có nói á, cái gu của em là anh Thành. Đó. Còn đối tượng mà có làm cho em thay đổi hay không thì phải do đối tượng chứ không phải là em. À, như vậy bây giờ chị cho tôi vài cái tiêu chuẩn một người đàn ông mà chị mong muốn họ có cái đức tính gì, ví dụ. Dạ. Cái gì mà chị cảm thấy là quan trọng nhất mà chị cảm thấy chị thích? Dạ, cái mà cái điều mà ở người đàn ông khiến cho người phụ nữ cảm thấy là có niềm tin nhất, thứ nhất là chung thủy. Thứ hai là sự quan tâm. Thì em thấy hai cái điều đó là hai cái quan trọng nhất. Tại vì thật ra phụ nữ cho dù có mạnh mẽ cách mấy thì cũng cần cái người để dựa dẫm, và cần nhất là sự quan tâm của người đàn ông. Nghe màu vàng có chung thủy nữa. Xưa em đặt tiêu chí vậy. Hồi xưa em cũng nghĩ người con gái phải có sự quan tâm, thấm thoát thời gian thôi đưa. Giờ mình nên hy vọng là với mong ước của Duyên cũng như là màu sắc Duyên yêu thích ngày hôm nay là màu đỏ. Dạ. Thì số Duyên sẽ đỏ, cũng như là Duyên sẽ lấy nhẹ giải thưởng nhẹ nhất 100 triệu Duyên nhé. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trò chuyện cùng quý cô Nền Nã. Và tôi, Nguyễn Thị Ngân, biên tập xin trân trọng kính chào. Có một sự thật hiển nhiên là nếu như bạn mua vé số, bạn có thể trúng hoặc trượt. Nhưng nếu như bạn không mua, chắc chắn bạn không thể nào trúng số. Cũng giống như bạn đăng ký thi vào một ngôi trường, nếu như bạn đi thi, bạn có thể đậu hoặc rớt. Nhưng nếu như bạn không đủ can đảm, bạn bỏ cuộc, chắc chắn bạn sẽ rớt. Cũng giống như hôm nay, thay vì phải đắn đo giữa việc nên nói hay không nên nói, thì em chọn đối diện trước mặt anh. Đứng ở đây bày tỏ với anh những gì mà em giữ trong lòng bấy lâu nay. Ủa, đề cái thi hay là rải đinh vậy? Trấn Thành, anh còn non lắm. Đây không phải là phần thi. Đúng. Đây là phần thổ lộ. Trá hình. Sử dụng cái chương trình của chúng tôi để bày tỏ cảm xúc với một người đàn ông khác, đó là điều chúng tôi sẽ không cười. Nhưng đã bị dính thính rồi nên cười đúng không? Đây là nụ cười xã giao nha. Dạ. Chứ chưa có đậm đà lắm nha. Là tại vì sao? Cười gì? Cười cái hình thức. Giọng nói đẹp quá. Dạ. Phát ra âm thanh đẹp xuất sắc. Dạ. Bạn mà làm MC thì là một MC hợp lý đấy. Giọng cực đẹp. Giọng đẹp mà, giọng hay. Khi bạn nói là tôi đã thấy giọng bạn đẹp, có cảm xúc. Nhưng mà khi bạn nói bằng cái thái độ của người dẫn chương trình lại giọng đẹp hơn nữa. Mình dạy nhiều năm chưa? Dạ em đi dạy 10 năm rồi. Có bao giờ mình đi làm đám cưới cho học trò mình chưa? Dạ rồi luôn. Có học trò có hai đứa con luôn rồi. Trời ơi trời. Vậy mà dạ. Bà cô còn ấy. Kỳ á. Mà bạn thì phải dạy văn chứ sao lại dạy hóa nha. Tại dạ. Vì tôi thấy bạn sống tình cảm nè. Bạn cũng có vẻ... Cái này gọi là màn thả thính ngược nè. Không, nói thiệt, tại vì giọng đẹp mà sống trong tình cảm, tại sao lại dạy hóa nhờ? Dạ thì tại em nghĩ là mình cũng có một chút gì đó vốn ăn nói, thì mình đã có chút văn trong người rồi, mình dạy thêm hóa cho mình có văn hóa. Vậy mà ế, sâu xa bên trong nó phải có điều gì đó uẩn khúc bao đời nhân à. Tại mỗi lần yêu, người yêu cãi không lợi bà, nhức đầu, thằng bé nó bỏ cuộc. Cũng có thể là mỗi lần ông kia tính làm gì thì bà phân tích chất này đụng không được đâu, chất kia đụng tạm em bé bà không cho, như vậy. Trời ơi. Nhưng mà bạn có cái cách trình diễn thú vị và tôi rất là thích những cái thí sinh mà đến với chương trình mang cái điều này, lịch sự nhẹ nhàng và tạo ra những điều bất ngờ bằng cái lời nói lịch sự của mình. Dạ em cảm ơn. Dạ. Và Duyên ơi, vậy là Duyên hãy trả lời là Duyên quyết định là lấy 2 triệu hay là mình thi tiếp lấy 10 triệu ạ? À? Dạ em thi tiếp. Rồi, thi tiếp. Rồi, thời gian 60 giây cho Duyên bắt đầu.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một anh chàng nghệ sĩ đa năng, kim diễn viên, kim MC, thỉnh thoảng lấn sân sang ca hát, Ngô Kiến Huyền. Trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai gần đây nhất, khi danh hài Trường Giang nói tự hào là có người bạn là ca sĩ một bài, thì ngay lập tức Ngô Kiến Huyền phản bác: không không, hai bài rồi. Chứ thái độ chân thành, tha thiết, tự tin lắm. Tôi cũng mong điều đó là sự thật. Mong không quý vị? Mong chứ. Trời ơi. Rồi, cái thái độ giống tôi quá. Mấy cái nét mà miệt thị người ta đó. Mong không quý vị? Mong chứ. Trời ơi. Trời ơi kìa. Không, có duyên. Nhẹ nhàng, đơn giản. Dạ. Yeah. Rồi, vậy quyết định của Duyên là lấy 10 triệu hay thi tiếp chinh phục 20 triệu? Dạ, em. Dạ, em thi tiếp. Rồi, thi tiếp. Dạ, thì hồi nãy phần 1 thì em có nhờ câu chuyện liên quan đến anh Thành. Phần 2 thì em liên quan đến anh Huy. Nên phần 3 em mời anh Giang lên hỗ trợ em cho đủ bộ tam sơn. Mấy cái màu xanh đâu em né được. Đứng im hay là có trò chuyện? Hay là chỉ cần đứng im thôi? Dạ, em mong là anh hỗ trợ em đúng lúc và cười kịp thời thôi. Dạ. Thì hiện tại là tại vì em chưa phải là nghệ sĩ, cho nên là em cũng không thể nào có khả năng là mời anh Đức diễn chung với em. Nên em muốn anh Giang là đóng vai anh là giả làm anh Đức hỗ trợ em. Vô đó vô. Cái này lại phải bấm chuông rồi mới nói. Hiểu không? Cái này mà bấm chuông nói là cười rồi. Không thiệt chứ. Chứ sao? Dạ. Mặt đẹp trai thế anh Đức. Dạ thôi, thì khi mà nói bắt đầu thì anh diễn với em cái nét là hai người lần đầu gặp lại lâu ngày gặp lại nhau á. Cái răng anh không có khểnh như anh Đức nha. Dạ. Khó, nét này khó. Dạ. Sẵn sàng chưa? Ta nói gì không tin là mày phải tin anh đi à nha. Rồi, thời gian 60 giây bắt đầu. Anh Đức. Đức đây. Tình cờ gặp lại nhau dường như lâu lắm. Ây, sao xấu dữ vậy trời. Trời đất ơi, thôi cái mặt. Thôi đúng rồi, cái mặt rỗ thương hiệu nè. Nhè răng là cái còi. Trời ơi, cái răng khểnh bằng sứ nè. Rồi cái mặt, cái mặt bản thân Trấn Thành nè. Tại sao đến bây giờ mới chịu tìm em? Em giận. Anh cũng giận. À không. Ồ, còn nhịn gì nữa? Hóp em đi chờ chi. Đúng rồi, bây giờ anh tưởng tượng em đứng trước mặt cha, cha sẽ hỏi: Hết giờ chưa con? Cái đoạn vui là cái chỗ nào? Cái đoạn vui là sắp hết giờ nó vui nè. Nếu được diễn tiếp, mọi chuyện diễn ra sao? Thử coi nè, 2, 3. Anh Đức, cuối cùng thì cái ngày mà em mong đợi cũng đã đến. Anh có biết là em chờ giây phút này lâu lắm rồi không? Em tưởng tượng hôm nay là ngày cưới của hai đứa mình. Anh và em tay trong tay cùng nhau tung tăng đi đến trước cửa nhà thờ. Lúc đó cha sẽ hỏi. Cười chỗ nào? Cha sẽ hỏi. Nghĩ gì về diễn viên anh Đức? Dạ, có chết con cũng không lấy thằng này. Dạ, âm thanh bị nhỏ. Em nghĩ gì về diễn viên anh Đức? À, có chết con cùng lấy này. Dạ. Không có mắc cười. Không có mắc cười. Em yên, nó miếng nhẹ. Ê, tiếc nha. Dạ. Hy vọng bạn vẫn tiếp tục là một cô giáo vui vẻ như vậy. Dạ, cảm ơn. Thi xong cái chương trình này về học trò nó vui lắm. Nó có cái để bàn gì cô? Không, bạn này nếu mà có một người diễn chung mà tốt tí là sẽ mắc cười đó. Tại vì bạn có khiếu đấy. Ít ra là bạn hiểu hài là gì. Đây là vấn đề về kinh nghiệm diễn xuất thôi. Dạ. Bạn chưa có kinh nghiệm thôi. Dạ, em xin lỗi anh Giang hồi nãy. Đâu gì đâu, anh chỉ mong có cười thôi. Dạ. Anh chỉ mong là cười thôi mà cuối cùng anh không cười được á.
Dạ rồi. Buồn. Tiếc quá. Bây giờ về nha. Bây giờ đi làm MC, đi thi cuộc thi MC gì đó đi. Dạ. Cái này thi vô đài phát thanh là ngon lắm á. Ờ. Dạ. Liên hệ anh Thành làm MC. Chúc cho bạn sẽ luôn luôn gặp được nhiều thành công. Và tôi nghĩ là cái tâm hồn của bạn chắc nó nằm ở học đường khoảng 30% thôi. Nó nằm trên sân khấu tới 70 lần. Có một cái mà hiện tại không có là MC nữ hài không có. À, thật thiệt. Lòng. Dạ. Vừa giỏi về MC, vừa giọng đẹp mà có tính hài hước, hiện tại không có. Cứ thiệt. Phấn đấu. Dạ, đem cố gắng. Sẽ được thôi, nếu mà mình thích. Dạ, thì thật sự là em đến với chương trình này là vì em rất là ngưỡng mộ các anh ở đây. Em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em được đến đây để gặp các anh. Dạ, em cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có duyên với lại nghề. Và khán giả sẽ đón nhận bạn nhiều hơn trong tương lai. Dạ, em cảm ơn. Bạn có thời gian là 60 giây và 60 giây bắt đầu. Trước tiên, em xin phép đưa bàn tay trái lên vén lấy mái tóc qua tay, mắt chớp long lanh, môi mỉm cười. Sau đó hạ thấp trọng tâm của đôi bàn tay xuống trước bụng, rồi chuyển trọng tâm bàn tay phải ra đằng sau nắm lấy tà áo dài. Kính cẩn nghiêng mình một góc 27,3 độ kinh đông, theo vị tuyến ngày và đêm của trái đất. Kính gửi đến ban giám khảo, quý vị khán giả, kể cả MC Ngô Kiến Huy, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, do em mặc áo dài cho nên cho phép em được đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên. Chào chị! Em đến từ Hà Nội chị ạ! Trời ơi! Trời ơi! Danh hài đó cười! Trời ơi! Danh hài đó cười! Và chúc mừng bạn đã nhận được giải thưởng đầu tiên 2 triệu đồng. Xuất sắc! Ngay từ đầu! Bà duyên quá bởi! Tôi đã cười bạn rồi! Tôi lúc mà bạn đưa tay về trọng tâm là tôi đã cười rồi. Tôi gán kìm để tôi coi bạn làm gì. Bạn cực kỳ duyên dáng, không lời nào nói với bạn nữa. Bạn đã có 2 triệu đồng. Rồi tiếp tục. Bây giờ mới là cái giờ vạch mặt nè. Dạ. Đại hội vạch mặt nè. Dạ. Có học trong trường sân khấu không? Dạ thật sự là không có. Rồi có học ở trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật không? Dạ nếu mà có thì em chỉ là đi luyện thi thôi. Em có luyện thi. Rồi em có năng khiếu về hài hước như vậy, em đang làm công việc gì chính nè? Dạ em làm giáo viên. Giáo viên môn gì? Dạ môn hóa. Ở trường gì? Dạ trường trung học cơ sở Tân Thế Hòa, quận Tân Phú. Lớp mấy? Dạ lớp 8 với lớp 9. Tại sao dạy quá mà duyên dáng vậy? Dạ. Hả? Trong cái phòng thí nghiệm nó chỉ có H2SO4, có clo CL3, H2OBO, HBO gì thế? HBO là kênh truyền hình. Làm cái gì ơi, mà duyên dáng dữ vậy? Hồi nãy á nha, chị nói thiệt á, chị hơi xấu tánh á. Chị đặt cái tên Mỹ Duyên cái chị nghĩ trong bụng, không biết có duyên không mà đặt bật Mỹ Duyên. Dạ. Mà bây giờ duyên. Duyên. Thi liền đi, thi liền đi, duyên quá à. Cưng quá. Duyên ơi. Dạ em xí cái. Nếu mà thi liền vậy thôi cho em tiến cận gần để tiết kiệm thời gian. Em muốn làm gì em làm. Rồi em đang tới giày phải không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là em muốn tiếp tục cái gì? Dạ. 60 giây mới. Vòng 2 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng dành cho Duyên. Bắt đầu. Chào chị, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh. Chào em Trấn Thành. Chào em Trấn Thành ơi, anh có biết là em hâm mộ anh dữ lắm không? Em là em ước mơ, em ước ao được vô cái phần club của anh đó anh. Trời đất ơi, thôi anh chuẩn bị kỹ lắm, anh đợi em chút xíu đi. Trời ơi, bối rối quá à. Trời ơi, anh biết không, em lúc nào cũng quan trọng với anh hết á. Trời ơi anh ơi. Sạch sẽ, hợp vệ sinh. Chúng ta là quá xuất sắc. Có dừa bông biến chi từ mùa trước mà nó ghim qua tới mùa này. Tại vì nó từ sạch sẽ, đúng không? Thông minh. Cái này á là hài điện ảnh nè. Chứ không phải hài sân khấu không đâu. Tại sao biết không? Em xài đầu. Em đúng là dân ăn học. Em là người trong phòng thí nghiệm. Em biết ai chế ra cái chất gì mà đẻ ra em lạ lùng. Thông minh. Em hiểu không? Em xài cái đầu. Thay vì em nói cái chữ sạch sẽ, em bắt tay một cái cách sạch sẽ cho nó bình thường. Nhưng mà cái sạch sẽ này là cái sạch sẽ miệt thị tôi. Dạ em tặng. Em tẩy trùng trước khi em bắt. Mà nó duyên dáng. Quan trọng là cái sự duyên dáng. Em, cái em đang sở hữu là gì? Là một vóc dáng cân đối
mạnh khảnh, đẹp, một cái sự chỉnh chu của một cơ thể đàng hoàng với một cái tiếng nói rất là bẹt ở ngoài chợ, và tiếng nói đài từ sân khấu em rất là tốt, và nó kết hợp với là cái vốn từ phong phú của em và một cái sự luyện tập kỹ lưỡng để em tuôn ra chữ nào chữ đấy nó chắc như một trái bắp. Và tất cả những điều đó cộng lại, nó kèm theo cái trí thông minh của em, anh đánh giá vừa rồi đó là một cái cách chọc cười cực kỳ đẳng cấp. Chúc mừng em cô giáo. Duyên ơi, bạn đã có 10 triệu đồng. Và chắc chắn là không những Huy mà cả hai danh hài đang rất muốn bạn vào tiếp vòng 3. Và tất cả khán giả tại trường quay cũng vậy. Nhưng hãy lưu ý, nếu ở vòng 3 bạn thất bại thì bạn sẽ mất hết các giải thưởng ở vòng 1, vòng 2. Anh hy vọng vòng 3 ráng làm nữa đi Cương, anh khoái em lắm rồi đó. Bây giờ ráng sỉ nhục anh nặng hơn nữa đi anh thích rồi. Nhưng nếu em là một người có đầu tư, tại chị nghĩ nếu mà em không coi chương trình này, em không yêu mến chương trình này, em không tập luyện chương trình này thì em không biết anh Thành có dùng những từ ngữ đó. Và em dựa vào đó em làm. Em là một người rất là thông minh, nhưng nếu mà em đã thông minh rồi, em phải nhớ là đã làm những gì ổng bảo biết hết rồi, thích hết rồi. Bây giờ mình phải kiếm cái gì thật là hay, xuất sắc để mình tiếp tục. Tại khi từ 10 triệu tới 20 triệu số tiền rất là lớn. Duyên ơi, chúng tôi đang rất muốn nghe ý kiến của bạn là đi tiếp hay ngừng lại. Dạ xin đi tiếp. Và đi tiếp. Hãy cố gắng, hãy chinh phục. Bạn sẵn sàng? Bạn có 60 giây và thời gian bắt đầu. Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Thì cũng giống như là bao thầy cô khác, cô cũng sẽ có những nội quy riêng mà muốn các em cần lắng nghe để sau này đỡ bỡ ngỡ. Cô chỉ có 3 điều thôi. Điều thứ nhất, cô Duyên luôn luôn đúng. Điều thứ hai, cô Duyên không bao giờ sai, nếu có chỉ là nhầm thôi. Còn điều thứ ba, nếu có điều chi thắc mắc thì sao nè? Bạn các em không có ý kiến vậy là tốt. Tại vì điều thứ ba, nếu có điều chi thắc mắc thì không được thắc mắc. Bởi vì sao? Theo quan điểm của cô, trong lớp học này đứa nào mặc áo dài đứa đó có quyền. Nhìn cô đi, cô giáo em thật là vi diệu. Tiếp tục là một từ vi diệu. Anh Trấn Thành và cả hai danh hài đều đã mở nụ cười. Tôi nói em á, cái khủng khiếp trong con người em là gì biết không? Độ bình tĩnh em rất cao. Em biết là tới đoạn nào em làm cho người ta chưa đủ đã, là em biết cái đồ đó, em tìm một cái mới. Có phải là em sau khi em kể ba cái điều ra mà em thấy anh chị không cười thì em đổi lực qua khác đúng không? Dạ, thật sự là cái câu đó em tính để dòng sau. Nhưng mà tại vì em thấy em kể ba điều ra anh chị chưa cười, cho nên là em quyết định đem cho đây. Giỏi, chiến thuật tốt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, chị cảm ơn em. Năm ngoái là cái năm là Việt Hương bị làm nhục nhiều nhất. Và năm nay cái mũi dùi đó đã chuyển qua cho Trấn Thành. Đó, vui quá. À, đối với anh, việc em nhớ được từ sạch sẽ, hợp vệ sinh và từ vi diệu, anh không cho đó là sỉ nhục, anh cho đó là một sự trân trọng. Bởi vì em yêu mến anh, em mới nhớ từ của anh, đúng không em? Dạ. Cảm ơn. Khán giả hay hỏi, ủa tôi xài cái từ vi diệu trong một phim hay nói vi diệu nó là cái gì? Đơn giản nó là một sự tinh vi một cách kỳ diệu, vậy thôi. Và bạn hôm nay là bạn đúng nghĩa cái từ vi diệu. Và Duyên ơi, 20 triệu, vòng tiếp theo là 40 triệu. Anh cưng cái điều đó lắm. Bây giờ em thừa thắng xông lên đi. Lưu ý, bạn đang cầm chắc trong tay 20 triệu. Và nếu bạn thi vòng tiếp theo và chiến thắng, số tiền sẽ được nhân đôi là 40 triệu. Nhưng nếu thất bại, bạn sẽ mất trắng số tiền 20 triệu. Như vậy, Duyên, bạn sẽ quyết định là... Cô giáo Mỹ Duyên với sự duyên dáng đáng yêu của mình đã chinh phục được hai giám khảo khó tính. Liệu Duyên sẽ tiếp tục bước tiếp hay dừng lại? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.
Như vậy Duyên bạn sẽ quyết định là dạ em không có nói nhiều nhưng mà em chỉ biết nói là em không đi tiếp. Thì tiếp. Thì tiếp. 60 giây dành cho Mỹ Duyên. Bắt đầu. Thấm thoát cũng đã một năm học trôi qua. Cô còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà cô vào lớp. Cô còn sáng tác tặng các bạn một bài thơ. Đó là bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên. Cho nên nhân dịp ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm học, cô cũng sẽ sáng tác tặng các bạn một bài thơ. Sau bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên, theo bạn đó là bài thơ gì? Theo bạn để cô thông báo cho các bạn biết, sau bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên, cô sẽ tặng cho các bạn một bài thơ do cô sáng tác nữa. Đó là bài thơ Chiếc Lá Đầu Tiên. Tại vì suốt cuộc đời của cô chỉ sáng tác được có một bài thơ duy nhất thôi. Thôi để cô đọc cho mấy đứa nghe nha. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, gió lùa vào cây đu đủ ngoài hiên. Ô kìa chiếc lá đầu tiên rụng. Hết rồi mấy đứa ơi. Muốn bắt chiến thắng vẫn rồi. Thắng của chúng ở đây bắt thật là tài giỏi. Chúc mừng bạn đã giành được 40 triệu. Xin chúc mừng. Em, chị không có cười là tại vì cái câu chuyện là của em. Chị cũng chả cười về cái mà bài đầu tiên với bài cuối cùng gì của em hay là một bài cuối cùng. Mà chị cười đây là chị cười cái duyên của em. À, cái câu chuyện chưa đủ chứ chị. Mà chị đợi cuối cùng khi em hết rồi mấy em chị mới cười có đúng không? À, tại vì cái duyên của em. Em biết sao anh cũng giống chị Hương ở chỗ là có nghĩa là em nói chưa rụng anh đoán được là cái câu cuối em nó phải là cái câu gì đó, nó trở quẻ với ba cô kia. À, nhưng mà anh cười khoái cái câu cuối hết rồi mấy đứa ơi. Câu cuối là chế xong rồi đó nha, giờ không cười thôi chế về nó chế hết tiền rồi đó nha. Cái mặt làm cho tôi mắc cười dễ thương. Quan trọng với người nghệ sĩ đó là cái duyên, cộng thêm một cái quan trọng nhất 60% đó là cái may mắn. May mắn là em đã có mặt trong cái chương trình này. Hồi nãy cái anh camera nào đó ra sát cận vô cái mặt của em để thấy được từng cái nhích của em, cái cơ của em để em diễn, em nhích lên cái cuối cùng. Chị nghĩ cái đó cũng là rất là quan trọng với một người diễn viên, cho người ta nhìn thấy được cái mặt của mình diễn tốt đến như vậy. Em có muốn làm diễn viên không? Dạ, thật sự đó là ước mơ của em. Vậy tại sao em chọn nghề giáo? Dạ, thì người ta nói là nghề chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề. Thì năm lớp 12 là em đã có ước mơ được từ nhỏ chứ không phải là lớp 12 nữa. Nhưng 12 định hướng của em là thi sân khấu. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì em rất là to. Em mập, em đen, em không có ngoại hình tốt. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, gia đình em cũng không có điều kiện để theo. Em ơi, rồi ước mơ đó giờ còn không? Dạ vẫn còn. Rồi, chị thấy em rớt nước mắt và chị biết em còn. Em nói là nghề chọn em, em có muốn chọn lại nghề không? Dạ em cũng rất muốn, nhưng mà em không biết là em có thể đi theo được không. Tại vì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Thì anh muốn nói cho em nghe là trong cuộc đời chúng ta đó, nó có nhiều trạm dừng, không đâu là một cái bến cuối cùng hết. Quan trọng là mình muốn đưa mình đến đâu thôi. À, anh nghĩ là em về em tự nhắm mắt lại em suy nghĩ rằng là em đưa ra một câu hỏi là nếu thiếu cái điều này thì cuộc sống tôi sẽ như thế nào. Rồi em cho anh biết là em thích cái điều gì nhất. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những diễn viên đều bắt đầu từ những ngành nghề khác. Anh chỉ nói như vậy thôi. Và Duyên ơi, bạn đã có 40 triệu đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu bạn có đủ hành trang để cho vòng 5 ngày hôm nay sẽ là 100 triệu. Và hãy suy nghĩ thật kỹ. Dạ, em nêu ý kiến của em. Em xin dừng. Xin chúc mừng Duyên. Bảo lưu phải không? Dạ.
Và bây giờ xin mời danh hài Trấn Thành và giải thưởng 40 triệu đồng.